Đêm thi Nại Lửa thứ 8 đã diễn ra vô cùng kịch tính. Loạt tiết mục đặc sắc của các thí sinh gần như đã thiêu đốt sân khấu gương mặt thân quen. Tập 8 còn có sự xuất hiện của giám khảo khách mời kỳ cựu là nghệ sĩ nhân dân Kim Xuân. Chiến thắng nhất tuần đã gọi tên Phạm Việt Thắng lần thứ 2. Và người nhất tuần ngày hôm nay không ai khác, đó chính là Phạm Việt Thắng. Yeah. Đây, giải nhất tuần dành cho anh ba Ngọc Sơn. Cảm xúc của Phạm Việt Thắng như thế nào ngay lúc này đây? Ngay lúc này thì đây cũng là lần thứ 2 rồi, nhưng mà cảm xúc của em vẫn y nguyên như lần thứ nhất. Là em cảm thấy rất là vui và rất là sung sướng khi cầm được tấm bảng này trên tay. Và em cảm ơn ban giám khảo rất nhiều đã dành sự ưu ái cho em ở tiết mục của Hóa Thân và anh ba. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Với nỗ lực kiên trì và đầu tư nghiêm túc, Phạm Việt Thắng đã có màn Hóa Thân ca sĩ Ngọc Sơn đầy thuyết phục. Yêu ngay phút ban đầu, tình cờ mình quen nhau, trong ánh mắt em trao. Em yêu ơi, yêu em nhất trên đời, và chỉ mình em thôi, trong trái tim anh. Một tràng vỗ tay thật lớn dành cho tấm thân nhỏ bé anh ba Ngọc Sơn. Các giám khảo bày tỏ sự thích thú và đánh giá rất cao tiết mục này. Nhìn thấy đúng là anh Ngọc Sơn, em giỏi quá cơ. Chúc cảm mừng chị em rất nhiều ạ. Đấy. Chị Mỹ Linh rất nhiều ạ. Anh rất là thích cái phần trình diễn của em, là bởi vì em mang cái không khí vui tươi, nó hào hứng, nó dễ thương, đúng cái chất của anh Ngọc Sơn. Và này con yêu ơi, con hãy nhớ. Thì anh ba Ngọc Sơn làm vậy, tức là anh nói hai cái câu đó anh liền cái micro xuống đất á để cho mọi người thấy. Rồi con kêu mọi người nè, coi coi hơi tư dài không nè, hơi tư dài không, sợ hỏng mic của chương trình á. Sao nãy giờ coi như là cái phần thị phạm đến từ giám khảo Đại Nghĩa, bây giờ thử một lần đó, em làm lại đi. Thử coi. Này con yêu ơi, con hãy nhớ. Sống cho lên người và con ơi chớ. Cái chỗ này nữa nè, chớ liền với đôi lần nữa. Liền với đôi lần nữa. Chạy một vòng, chạy một vòng. Đúng rồi, chạy một vòng. Trời, chạy ra hát cái câu sao. Xin trời, vẫn còn hơi luôn, vẫn còn hơi luôn. Bao giờ rồi ra. Xuất sắc. Trời, cái cục hơi gì mà. Trời, hay quá. Hơi dài quá luôn anh ba Ngọc Sơn ơi. Trời, khánh khánh hồi nãy anh nghi lắm đó nha. Lúc mà anh ba Ngọc Sơn á, mà ca cái hơi đó chạy vô trong, anh nấu bữa cơm anh ăn xong anh chạy ra cái hơi vẫn còn đó. Trời ơi. Không, em còn đang tình nghi là anh ăn cơm sao anh còn đánh răng rửa mặt anh mới ra đây một lần nữa. Đúng rồi đó, hơi dài lắm, chưa kể anh cái còn đó, ngủ một giấc. Cái đó hơi quá. Cái tiết mục của con, cái tính giải trí nó dễ sợ lắm. Cái tính giải trí nó tới mức mà bạn Đại Nghĩa phải nhào ra là con hiểu rồi đó. Cô rất là cảm ơn cái tiết mục đầy tính giải trí của con. Và con rất là dễ thương và cảm ơn là con đã chọn cái bài hát thiệt là vui của anh Ngọc Sơn. Cảm ơn con rất là nhiều. Cô rất nhiều ạ. Sau khi nhận giải nhất tuần lần thứ 2, Phạm Việt Thắng nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả và sự quan tâm của báo chí. Và tập 8 đã khép lại với nhiều tiếc nuối khi phải nói lời chia tay một lần nữa đến chàng trai hot TikToker đa tài Hải Đăng Du. Vì là thí sinh có tổng điểm thấp nhất sau các đêm thi, Hải Đăng Du đã phải dừng cuộc tại tập 8. Rất chia buồn và tiếc nuối khi phải đọc tên Hải Đăng Du. Xin mời bạn. Bạn đi rồi bạn đến, bạn đến rồi bạn đi. Nhưng mà Khánh tin chắc rằng
bạn sẽ đến lại một lần nữa bằng tình yêu thương của các bạn khán giả ủng hộ và bình chọn cho bạn, để bạn nhận được một tấm vé hồi sinh để có thể tranh giải quán quân trong đêm chung kết. Sau khi mà em rời khỏi chương trình thì em chắc chắn rằng em sẽ có được nhiều những kinh nghiệm hơn trong nghệ thuật để em tự phát triển bản thân mình hơn. Cho nên là em không có gì để tiếc nuối khi mà rời đi một lần nữa. Nếu như mà có một cơ hội lần nữa thì chắc chắn là em sẽ không để quý vị khán giả thất vọng nữa. Liệu Hải Đăng Đu có thể quay trở lại một lần nữa với tấm vé hồi sinh hay không? Những đêm thi tiếp theo hứa hẹn sẽ mang đến sự bùng nổ và đầy bất ngờ cho quý vị khán giả. Đón xem tập 9 Gương Mặt Thân Quen lúc 21 giờ tối thứ bảy ngày 16 tháng 1 2021 trên VTV3.